Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Và cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Và hôm nay em lên cho bà con mình một chiếc ghe tầm bản và tầm khoảng 9 tấn nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ và coi ghe tại cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì chiếc này là be nó lớn lắm bà con. Tầm khoảng 3 tấc rưỡi không à. Chiều ngang nó tầm khoảng 2m3 và chiều dài tầm khoảng 12m nha. Đây chi tiết luôn, đang đi Isuzu 4 đó bà con. Hộp số dầu, mời bà con. Và đây là tổng dáng của nó đây. Đó, tầm bản sau núi. Mặt lá be chà bá lửa luôn nè bà con. Rất lớn nha. Mặt lá be tầm khoảng 3 tấc rưỡi hết. Dạ mê thì có nhôm. Hiện tại đang đóng hầm bà con, mình không xài hầm thì gỡ ra. Từng chi tiết nha. À, hiện tại thì đang đi Isuzu 4, hộp số dầu. Hộp số 40A có bựng nước sẵn luôn nè cô chú anh chị. Rồi mời bà con mình vào chi tiết phía bên trong ghe luôn. Mời cô chú anh chị. Đó. Be bằng mặt lá rất đá nha bà con. Còn sáng ghe lắm. Và chiếc này về đóng ghe gia đình, ghe nhà ở. Cực kỳ. Chở đồ thì khỏi phải bàn à. Dạ chiếc này về bà con mình chở chở cám, tăng bo đồ rất là ok. Tầm khoảng 9-10 tấn nha bà con nha. Đó, be bụng láng ho vậy nè bà con. Rồi mời bà con vô bên trong chung với em. Chiếc này chạy số thủy luôn nha. Vậy đây. Vị trí bên trên. Nhà công đào be bọng chiếc này thì cực kỳ. Giờ tâm bản thì hầm mối hưu gan lúc nào cũng vậy. Cực kỳ sạch sẽ. Và đây có cái dáng hầm mũi. Này làm cái mui luôn đó cô chú anh chị. Dạ trời mưa không bị ướt. Này là cần ga cần số. Dạ ga, này là số nè. Dạ số dầu thì nó nhẹ lắm, ngón tay một mà. Dạ đây là ga. Đó. Tay ga tay số. Dạ bên trong đây. Này là sử dụng làm cái mui luôn á cô chú anh chị. Đó, dạ ghe sạch sẽ nha, cực kỳ đẹp luôn. Công đà thì công đà 50. Công đà bé bọn rất đẹp bà con. Dạ ai có nhu cầu liên hệ nha. Có ghe tại cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Chiếc này về chở đồ hoặc làm ghe nhà ở, ghe gia đình. Cực kỳ. Dạ bên trong đây là một số dáng sau. Dạ đã đóng hầm. Về bà con mình gỡ cái này ra làm dán sạp cũng được nha cô chú anh chị. Đó. Cầu em không đắm thì em chở nước á. Đóng vòng qua tới bên đây luôn. Ghe chở nước thì bà con mình không có gì để bàn đâu. Dạ nó phải kín thì mới chở nước được. Dạ đây, thẩm chi tiết. Và bên đây là chiếc ghe 2 tấn. Dạ vị trí này. Con này là sau núi gặt 100% luôn. Dạ đi Isakiba. Giá con này chỉ có 27 triệu thôi nè bà con. Hiện tại con nha, tầm 2 tấn. Dạ bên trong đây là vị trí máy. Dạ thì con này hiện tại đang đi là Isuzu Phao 98 Turbo. Dạ hộp số dầu. Dạ đây là phần máy đây. Ở phần hầm từ phía trước ra tới đây là đóng hầm dán sau không nè bà con. Đó. Dạ và đây là vị trí máy. Máy tí nữa em sẽ có clip test cho bà con mình. Đi Phao 98 Turbo nha. Dạ ghê. Đó. Vị trí phía sau thì rộng rãi. Chiếc này làm ghe câu cũng ok, chuẩn luôn. Ghe rất là rộng. Máy bơm thì đang chạy máy bơm lớn lắm. Máy bơm 150. Máy móc thì cốt ếch, dàn hơi chuẩn. Máy sạch sẽ lắm nha cô chú anh chị. Màu còn rất là sáng. Đó. Đây là vị trí máy. Hộp số của em nó hiện tại đang đi là hộp số 40A, hộp số dầu. Dạ lắp thì 40 inox. Dạ tiếp thì 73. Tiếp sắt. Chênh dịch hiện tại đang đi tới 7 tấc máy rồi nha cô chú anh chị, 7 tấc 6 lận. Hộp số 40A. 3 tua. Đó, cực kỳ đẹp. Máy thì sạch sẽ liền trơn. Ok chơi. Thank you.
Rồi. Dạ bà con ai có nhu cầu thì liên hệ nhé. Và coi ghe tại cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. À, giá hiện tại cậu em đang kêu là 62 triệu. Và coi ghe thương lượng trực tiếp với cậu em. Còn con bên đây là 27 triệu nha. Isuzu 3 hộp số vàng, tầm 2 tấn. Ai có nhu cầu liên hệ. Rồi hẹn gặp lại bà con. Và chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới nha để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng. Tạm biệt bà con. Bye bye.